nơi mà hôm nay chúng ta sẽ tham quan, nằm trên cái ngọn đồi mà các bạn đang thấy. Chùa Linh Quy Pháp Bẳng cách trung tâm thành phố Bảo Lộc 20 km, và chúng ta sẽ chạy vô những cái đoạn đường nhỏ như thế này. Con đường này mình nghĩ là rộng chừng 4 m thôi. Cái con đường mà đi lên Linh Quy Pháp Bẳng á các bạn, là một cái con đường đất như thế này nè, hơi khó đi, khó chạy xe lắm, phải tay lái cứng lắm mới chạy được như thế này nha. Bọn mình đã tới chùa Linh Quy Pháp Bẳng rồi. Đây là cái lối vô chính điện, cách 50 m nữa. Ở đây cách nhà gỗ, phía đây mát ha, không lạnh lắm. Từ đây có một cái tiểu cảnh trồng mấy sen đá khá đẹp luôn. Đẹp chưa? Mệt hả? Từ cái vị trí này nè các bạn, mình nhìn xuống thành phố mùa sương đẹp lắm nè. Wow. Đây mình sẽ cho các bạn coi đây. Đẹp chưa? Nữa nha. Rồi, bây giờ bọn mình sẽ tiếp tục đi ra chính điện đây. Vô đây tham quan chút nữa các bạn. Chắc đi đường này nè, chỉ có một đường đi thôi mà. Wow, ở đây nhìn đẹp quá các bạn. Đây là chùm mây nè.
đội bộ bên đây cũng khá xa. Trong đây có gì nhỉ? Cũng không có gì. Pháp phải đi lên trên. Các bạn đang tham quan quán chiếu đường của chùa Linh Quy Pháp Ẩn nằm trên ngọn đồi số 45 của xã Lộc Thành, thành phố Bảo Lộc các bạn. Ở trong video clip á, thì các bạn nhìn thấy cái này trong suốt, nhưng thật sự ở mỗi cái cổng trời này nó có một cái tấm gương này các bạn. Đây là tấm gương, ba cái cổng trời đều có gương cả. Từ trên cổng trời các bạn có thể nhìn xuống nguyên cái đồi núi. Wow, đẹp hết sức tưởng tượng. Đã chưa? Còn một thứ mà mình muốn cho các bạn xem nữa đây. Đẹp không? Đã đến thời gian bọn mình phải đi đến một địa điểm mới. Mình sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tiếp theo nhé. Bye bye.